Bài tập số 20 trong loạt bài tập về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Bài này được lấy từ đề thi đại học khối D năm 2009. Cho tam giác ABC, điểm C, viết tọa độ là trừ 1, trừ 2. Đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường cao kẻ từ đỉnh B thì lần lượt có cái phương trình là 5x cộng y trừ 9 bằng 0 và x cộng 3y trừ 5 bằng 0. Hãy tìm tọa độ các đỉnh A và B. Để vẽ minh họa này. Tam giác ABC nào đó. Điểm C có độ trừ 1, trừ 2 nhé. Chúng ta đang học hình giải tích, dùng công cụ đại số để giải bài hình. Trên các em cần phải vẽ hình. Và vẽ thì chỉ cần vẽ minh họa thôi, chứ đừng kỳ công vẽ tọa độ các điểm một cách chính xác. Như thế nó chỉ làm cho ta mất thêm thời gian nhé. Đường trung tuyến kẻ từ A, tức là nó đi qua trung điểm của BC. Ta đặt tên cho nó điểm M nào đó, cho nó dễ mô tả. Thì cái đường AM này sẽ có phương trình là 5x cộng y trừ 9 bằng 0. Em nên ghi chú những cái thông tin ngay bên cạnh các cái đường hay các điểm nhé. Đường cao kẻ từ B, ta giả sử BH vuông góc với AC tại điểm H và phương trình của nó được bài cho mình biết nó là x cộng 3y trừ 5 bằng 0. Đó. Hãy tìm tọa độ của đỉnh A và đỉnh B. Thì lưu ý này, lời giải của bài này thì rất dễ dàng, em lên mạng thế là có ngay. Thế vậy thì cái mục đích của cái video này là gì? Không phải chỉ cung cấp cho em lời giải mà cung cấp cho em cái cách suy nghĩ làm thế nào để ra được hướng giải quyết một bài toán nhé. Vì thực tế như thế này, em tự nghĩ lại mà coi. Nhiều lúc chúng ta đọc lời giải của một cái bài nào đó, chúng ta hiểu tại sao, chúng ta hiểu là người ta đã làm nó như thế này, bước 1 thế này, bước 2 thế này, bước 3 thế kia rồi cuối cùng ra được đáp án. Chúng ta hiểu chứ không phải là không. Nếu không hiểu thì không tính nhé. Em hiểu thực sự là họ đã giải như thế nào, nhưng hiểu mà lại là như không hiểu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hiểu được lời giải nhưng không hiểu được tại sao họ lại nghĩ ra được con đường như vậy để đến được cái đích nhỉ? Tại sao họ lại nghĩ viết phương trình đường này, viết phương trình đường kia cuối cùng nó lại ra tọa độ điểm này, ra tọa độ điểm kia nhỉ? Đó. Thế thì không hiểu được cái đó thì khi gặp phải một cái bài khác em vẫn cứ không biết cách giải. Do vậy á, cái video này thì không phải chỉ cung cấp lời giải đâu mà thầy cung cấp cho em cái cách suy nghĩ. Cho nên phần quan trọng nhất là thầy phân tích về cái cách thầy đã nghĩ nó như thế nào để ra được hướng giải. Đấy mới là điều thầy muốn các em chú tâm nhé. Ta đi tìm tọa độ điểm A và tọa độ điểm B. Tọa độ của mỗi điểm thì nó có khoảnh độ và tung độ của nó. Điểm A có tọa độ là XA, IA. Vậy thì ta sẽ phải thiết lập hai phương trình, vì ở đây ta có hai ẩn. Hai phương trình thì ta phải có hai cái tính chất. Thế thì điểm A thì nó đập ngay vào mắt ta là A lại nằm trên gì? A lại nằm trên đường AM, phương trình của nó cụ thể đâu. Thế thì tọa độ của A thay vào đây là phải thỏa mãn. Thế là ta được một phương trình. Ta phải đi tìm một phương trình nữa em ạ. Điểm A phải thỏa mãn điều gì nữa? À em nhận thế này. Cái đường BH có liên quan đến AC. Chúng vuông góc với nhau. Thế vậy thì giữa cái vector pháp tuyến của BH này này và AC này, để phải có quan hệ với nhau. AC vuông góc với BH thì AC cũng đóng vai trò là pháp tuyến của BH. Đấy. Như vậy thì hay nói cách khác là vector AC sẽ phải, tỷ lệ hay là cùng phương với vector pháp tuyến của BH cũng vậy. Như thế là chúng ta lại có một cái thông tin nữa về mối quan hệ giữa tọa độ điểm A đấy và vector BH, tức là ta có được một phương trình nữa, hai ẩn và hai phương trình, thế là đủ rồi. Thế là ta tìm được tọa độ điểm A nhé. Ta giải này. Gọi điểm A cần tìm có tọa độ là XA, IA. Thứ nhất này, vì A thuộc cái đường AM. A ở đây ta chưa giới thiệu về điểm M, cho nên ta
phải đóng mở ngoặc giải thích là gì? M là trung điểm của BC. À, thế thì A thuộc cái đường trung tuyến này thì tọa độ của A thay vào phải thỏa mãn đó là 5xA cộng với IA trừ 9 phải bằng 0. Đây là phương trình số 1. Ta tìm kiếm thêm một phương trình nữa này. Ta có vector AC thì bằng gì? Hoành độ điểm cuối là trừ 1, trừ đi hoành độ điểm đầu là trừ đi k, tung độ điểm cuối là trừ 2, trừ đi tung độ điểm đầu là IA. Do đâu? Do AC vuông góc với BH. Thế nên là vector AC phải cùng phương với lại cái vector có tọa độ 1,3, tức là pháp tuyến của BH. Thế ta nói pháp tuyến của BH trước. Pháp tuyến của BH là N BH bằng phương trình tổng quát của BH đây, x cộng 3y trừ 5 bằng 0. Vậy pháp tuyến của BH sẽ là gì nhỉ? 1,3 nhá. Mà gì? Mà BH thì lại vuông góc với AC. Để suy ra cái vector AC phải bằng k lần vector pháp tuyến của BH. Đấy, chúng cùng phương với nhau mà. Hai vector mà cùng phương với nhau thì tọa độ của chúng phải tỷ lệ thôi, tức là chúng ta lấy trừ 1 trừ xA và đem chia cho hoành độ của BH, tức là chia cho 1, thì cũng phải bằng tung độ của vector AC, đó là trừ 2 trừ IA chia cho 3. Đó, thế mình viết gọn lại một chút nhỉ, mình bỏ hết rồi trừ hai vế đi cho nó gọn gàng, ta sẽ được 3 cộng với 3xA bằng 2 cộng với IA, hay là tương đương với 3x A trừ đi IA, đúng không? Đấy, ta chuyển IA sang mà được chuyển 3 sang đây nữa thì nó sẽ, hay là ta để nguyên 3 và để nguyên 3 đây, chuyển 2 sang thì nó sẽ là cộng 1 bằng 0. Thế đây là phương trình thứ hai. Thế ta bỏ từ 1 và 2 thì ta suy ra cái hệ 5xA cộng với IA trừ đi 9 bằng 0, 3xA trừ đi IA cộng 1 bằng 0. Thế vậy thì giải cái hệ này em sẽ được này, cộng vế theo vế thì IA với trừ IA là hết. 5xA cộng 3xA là 8xA, 8xA bằng trừ 8, à, xin lỗi, 8xA trừ 8 bằng 0, tức là 8xA bằng 8 và xA bằng 1. XA bằng 1 thì thay nó vào đây em sẽ được là XA bằng 1 thì 3 nhân với 1 là 3, cộng với 1 là 4. Vậy IA sẽ phải bằng 4. Thế là chúng ta được tọa độ điểm A là 1, 4. Đấy, biết tọa độ điểm A rồi, ta nên điền ngay nó vào bên cạnh cái hình này. 1, 4. Đấy, khi mà điền ngay vào cái đỉnh này đấy thì chúng ta dễ nhìn thấy là cái thông tin này ta đã biết rồi, nó giúp cho ta dễ suy nghĩ hơn khi mà tìm tọa độ của điểm B, hay nói cách khác là nó giúp cho ta dễ suy nghĩ hơn khi ta tiến hành những cái phép toán khác nhé. Ta xong một việc là tọa độ điểm A, bây giờ ta tìm được tọa độ điểm B này. B thì có XB, IB. Đấy, vậy là ta cũng có hai ẩn, có nghĩa là ta cũng phải đi tìm hai phương trình. Thì cái thứ nhất rất dễ dàng, đấy là B nằm trên cái đường BH thì tọa độ của B thay vào BH phải thỏa mãn. Cái điều thứ hai là cái đường AM là đường trung tuyến ấy, chúng ta chưa khai thác nhiều, ta mới chỉ khai thác nó là cái đường ở trước cái điểm A thôi, chứ còn M là trung điểm của BC thì ta chưa động đến chi cả, phải không?
Thì rõ ràng là có rất nhiều cái đường đi qua qua A, nhưng ở đây không phải là đường bất kỳ mà là đường trung tuyến. Vậy đường trung tuyến chắc chắn nó phải có một cái gì đó đặc biệt. Và cái đặc biệt đó nó giúp cho chúng ta khai thác trong việc tìm tọa độ các điểm B và C này. À xin lỗi, B và A này. A ta xong rồi, vậy chứng tỏ là cái tính chất trung tuyến này phải được sử dụng để tính tọa độ điểm B. Thế em nhận thấy là nếu điểm B có tọa độ là XB, IB thì em sẽ thấy là em sẽ tính được tọa độ điểm M theo XB và IB. Đấy, chúng ta sẽ có XM bằng gì? XB cộng XC trên 2. IM bằng gì? IB cộng IC trên 2. Thế em tìm được tọa độ điểm M theo XB và IB thì chúng ta lại bắt cái điểm M này này là trung điểm của BC này. Đồng thời nó cũng phải nằm trên cái điểm AM, tức là nằm trên cái điểm 3x cộng y trừ 9 bằng 0 nhé. Thế là chúng ta có được hai phương trình. Ta thực hành này. Rồi. Điểm B có tọa độ là XB, IB. Vì B thuộc cái đường thẳng BH, đã biết phương trình là x cộng 3y trừ 5 bằng 0, cho nên ta thay vào đó sẽ được là xb cộng 3ib trừ 5 bằng 0. À, ở ý A ta đã đánh mã 1, 2, vậy thì cái ý tiếp theo ta đánh mã là 3 đi. Thế rồi ta khai thác thêm thông tin thứ hai này. Vì M là trung điểm của B, C nên suy ra khoảng độ của điểm M, XM bằng gì? XB cộng XC chia cho 2 hay bằng gì? XB cộng XC ở đây là trừ đi 1 đấy bạn, trừ 1 chia cho 2. Tung độ điểm M, IM bằng gì? IB cộng IC chia cho 2 hay bằng trừ 2. Là xin lỗi, IB trừ đi 2 chia cho 2. À, vậy em suy ra được điểm B nó có tọa độ là, à, xin lỗi, điểm M chứ nhỉ, chúng ta đang tìm điểm M. Điểm M nó có tọa độ là XB trừ 1 chia 2 và IB trừ 2 chia cho 2. Đấy, phương trình AM ta đã biết rồi phải không? Như vậy ấy, thì ta ràng buộc thêm cái điều kiện là cái điểm M có tọa độ như thế này, nó phải nằm trên cái đường AM nữa, mà điểm M để thuộc đường AM. Suy ra tọa độ của điểm M thay vào đây phải thỏa mãn, tức là suy ra, bây giờ ta thay nha, 5 nhân với x ta thay bằng xb trừ 1 chia 2 cộng với y, tức là ib trừ 2 chia 2, tất cả trừ đi 9 bằng 0. Thế ta viết lại rút gọn, nhân cả là tử và mẫu với 2 đi. Em sẽ được, xin lỗi, là nhân cả hai đấy với 2 đi, em sẽ được là 5xb này cộng với ib này, nhân vào đây sẽ là trừ 5 này, trừ 5 này, trừ đi 2 này, trừ đi 18 này thì bằng 0 này. À, hay ta viết cho nó gọn là trừ 25 thì bằng 0. Đây là 4. Vậy từ 3 và 4 em sẽ suy ra cái hệ là xb cộng 3ib trừ 5 bằng 0, và 5xb cộng với ib trừ 25 bằng 0. Giải phương trình này thì quá đơn giản rồi, em có thể ấn máy tính. Thầy thì quen tính thủ công hơn. Nhân cả hai vế của cái phương trình thứ nhất đến 5, 5xb cộng với 15ib trừ đi 25 bằng 0. Phía dưới sẽ là 5xb cộng với ib trừ đi 25 bằng 0. Nếu em thực hiện trừ vế theo từng vế đó, 5xb với 5xb hết. Ở đây là 15ib trừ ib còn 14ib thì bằng 0, tức là IB bằng 0. IB đây bằng 0. Để thay IB bằng 0 vào thì em sẽ được XB bằng 5. Vậy là
ta suy ra được điểm B có tọa độ là 5, 0. Thế là ta hoàn thiện cái bài toán này. Thầy lưu ý này, những cái video mà các em đang xem trên kênh YouTube của thầy chiếm cái tỷ lệ gần 25% trong tổng số những cái video mà thầy đã thực hiện. Có nghĩa là còn 75% còn lại nữa, nếu các em muốn xem một cách đầy đủ này và được sắp xếp một cách hệ thống nữa, thì em hãy truy cập vào cái website. Nó có địa chỉ là Nguyễn Văn Tây School chấm blog chấm com nhé. Nếu vào cái đường link này có vấn đề gì, tức là nếu có gặp trục trặc đó, thì em vào cái đường link dự phòng. Còn tin tức về các cái bài giảng mới của thầy thì thầy cập nhật trên cái fanpage là facebook.com gạch chéo Nguyễn Văn Tây School. Chúng ta tạm nghỉ trong ít phút rồi thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn với các em các cái bài tập khác.